Nó nói là cần cái hàm trị tuyệt đối này có 3 điểm cực trị. Như vậy mình định nghĩa là gì? Trị tuyệt đối U thì nó sẽ đạo hàm ra được hai cái. Một cái là U đạo với một cái là U. Hai cái này thì dạy rồi đúng không? Suy luận hai hướng này là làm được. Rồi, U đạo sao U đạo này đạo đi. Đạo của này là 2F nhân F đạo. Đạo của F là F đạo. Đạo của M là 0. Ở dưới thì giữ nguyên. F bình cộng F cộng M bằng 0. Khoan, bước đạo hàm có ai khó hiểu không? F bình đạo là 2F nhân F đạo. Còn F đạo là F đạo thôi, đâu có sự thay đổi. Rồi, phương trình trên đặt nhân tử ra các cậu à. Phương trình trên đặt nhân tử F đạo ra thì nó sẽ còn 2F cộng 1 bằng 0. Nghĩa là F đạo bằng 0 và F bằng mấy? Trừ 1 phần 2, nghe bà con. Rồi tôi đố mấy cậu F đạo bằng 0 là mấy điểm cực trị rồi? Nhìn đồ thế? 2 điểm cực trị rồi, 2 nghiệm. F bằng trừ 1 phần 2 là mấy nghiệm? No. Mấy nghiệm? 1 nghiệm. Ok, phương trình dưới ghi lại. M bằng trừ F bình cộng F. Ủa? Trừ F. Đúng không? Nghe thầy dặn nè. Cái này là 3 rồi đúng không? Mà cái đề cần mấy? Cần 3. Vậy cái này cần mấy? Cần 0. Ok, cần 0. Ok chưa? Rồi nghe chỉ cho dễ đồ thị này dễ ợt không em? Yên tâm đi, ta nói một cái một là các ngươi hiểu luôn. Cái này dễ đồ thị sao? Em coi cái miền F, nhìn miền F nó đi từ đâu tới đâu? Âm vô hạn tới đâu? Dương vô hạn, có ai khó hiểu không? F là thuộc gì? Xét một cái hàm mới là hàm H là bằng trừ F bình trừ F. Với F thuộc mì gì? Trừ vô hạn tới cộng vô hạn. Hiểu không? Nó giống một cái đồ thị mới vậy đó mấy em. Cái miền F là có phải đi từ trừ vô hạn tới dương vô hạn không? Đồng tình không? Ok chưa? Rồi bây giờ khảo sát cái đồ thị này là có thể là em khảo sát được rồi. Bấm máy tính, bấm phương trình bậc 2, coi cái giá trị lớn nhất là nhiêu. Mod 922 trừ 1. Cái gì nữa? Trừ 1. Nó ra giá trị lớn nhất là 1/4, các em nhìn được không? Vậy là đồ thị nó úp vậy nè. Và bây giờ đang cần không nghiệm. Đố em phải từ đâu trở lên? Từ đâu trở lên? 1/4 trở lên. Có bằng được không? Được. Vẫn bằng được. Tại sao nhờ? Cực trị là nghiệm kép tính không? Không. Cho nên bài này là câu B. Rồi hỏi. Đạo hàm của cái này. Đạo hàm F bình là ra F 2F nhân F đạo. Hình như từng này có cho một bài đạo hàm y gan vậy á. Rồi sao ra được cái này? Cái này. Cái đặt nhân tử. Cái này đặt F đạo ra, nó còn 2F cộng 1. Là ra được hai phương trình. Chuyển ghế bên phải. Cô lập M đó em. Mình phải cô lập M. Em phải cô lập M, em mới tìm điều kiện của tham số M để cái này có không chứ. Cái này cần không nghiệm đúng không? Thì em phải đặt câu hỏi nè. Em nhìn cái phương trình màu xanh nè. Làm sao mình tìm điều kiện của tham số M để phương trình này không có nghiệm? Mình phải cô lập M. Phương pháp cô lập M xong rồi mình vẽ cái đồ thị này ra. Vẽ cái đồ thị này ra. Mà cái đồ thị này cái miền F nó đi từ âm vô hạn tới dương hạn, các em nhìn được không? Rồi, mình khảo sát cái đồ thị này trên miền âm vô hạn dương vô hạn thôi. Bấm máy. Cái này có phải là một parabol không? Nó là một parabol đấy. Mình vẽ nó như một parabol mà thôi. Nó có cái gì đâu.